Minh Nguyên và Thủy Ngân xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Trưa nay thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Công an An Giang tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng cuối năm 2022. An Giang với các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Bắt đầu từ hôm nay, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Như chúng tôi đã đưa tin sáng nay ngày 22 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định pháp luật từ năm 2018 đến năm 2021. Tiếp giờ làm việc với đoàn có ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương. Thời gian qua, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn về nuôi chế biến thủy sản được kịp thời, đầy đủ, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế địa phương. Các văn bản trước khi ban hành được tổ chức lấy ý kiến và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo thống nhất, tạo cơ chế và trách nhiệm để các cơ quan quản lý phối hợp thực hiện. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh có những văn bản chỉ đạo phù hợp thực tiễn, điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện chính sách vẫn còn những khó khăn như khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế, vùng nuôi trồng thủy sản còn phân tán. Về quản lý khai thác thủy sản năm 2021, sản lượng thủy sản là 14.817 tấn, nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng suy giảm do bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân. Hàng năm, tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018 đến năm 2021, tỉnh đã triển khai 63 đợt kiểm tra và khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên tuyến sông Tiền, sông Hậu và các kênh rạch. Các đoàn kiểm tra 457 phương tiện khai thác thủy sản, phát hiện 29 người dân sử dụng trực tiếp dòng điện để khai thác thủy sản. Mới đây, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố Châu Đốc đã chủ động nắm chắc dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố những chủ trương giải pháp về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đảm bảo lễ hội với bà Chúa xứ núi Sam, lễ hội mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022 và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố. Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường, siết chặt hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, an ninh tuyến biên giới ổn định. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hệ thống đăng ký cấp biển số xe tại công an cấp xã. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật đáp ứng yêu cầu các mặt công tác chiến đấu của toàn lực lượng. Mới đây, Công an huyện Châu Phú cũng tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Ban lãnh đạo Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo quyết liệt các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, Công an toàn huyện sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động triển khai các phương án kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt các lực lượng tập trung thực hiện các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để đạt các chỉ tiêu nghị quyết kế hoạch công tác công an năm 2022. Mới đây, Ban tuyên giáo huyện ủy Châu Thành và Châu Phú phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển đảo năm 2022 cho các đại biểu là báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các xã thị trấn, cán bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng, lực lượng cộng tác viên, dư luận xã hội ở địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Hoàng Quốc Hùng, trưởng ban tuyên huấn Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình hình trên các vùng biển của nước ta hiện nay, bối cảnh thế giới và hoạt động của một số nước trên Biển Đông, quan điểm của Đảng và nước ta và một số chủ trương giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
với những nội dung được thông tin tại hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho đại biểu về các vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, vai trò vị trí chiến lược của biển đảo, quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới hiện nay. Hôm qua tại trường bắn trung đoàn bộ binh 3 sư đoàn bộ binh 330, ban chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng AR-15 bài 1 cho lực lượng dân quân cơ động chiến đấu, dân quân tại chỗ và tự vệ cơ quan thành phố năm 2022. Tham gia nội dung này, các chiến sĩ dân quân đã thực hiện kỹ năng bắn súng AR-15 bài 1 bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày, cự ly bắn là 100m với 3 tư thế, nằm bắn có bệ tỳ, quỳ bắn và đứng bắn. Với tinh thần bình tĩnh, tự tin, các chiến sĩ dân quân đã hoàn thành tốt phần kiểm tra của mình, đóng góp vào thành tích chung cho đơn vị. Qua kiểm tra, chiến sĩ dân quân cơ bản nắm vững được các kỹ thuật trong việc sử dụng súng AR-15, bảo đảm đúng nguyên tắc và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đây là công tác thường niên của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên, qua đó nhằm đánh giá năng lực, trình độ huấn luyện, kỹ năng bắn súng, kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật trong biên chế của lực lượng dân quân tự vệ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ yếu tố xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận tích cực trong quần chúng nhân dân, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đối với các thủ đoạn mới của bọn tội phạm trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, đảm bảo giữ vững ổn định. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đã nắm chắc tình hình biên giới, chủ động ứng phó và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo dư luận tích cực trong quần chúng nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế giảm 14,7% so cùng kỳ năm 2021, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 11 trên 24 vụ so năm 2021, đấu tranh làm rõ đạt 93,1%, liên quan 116 đối tượng. Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, qua đó đã triệt xóa 1.102 vụ tệ nạn xã hội liên quan 4.222 đối tượng, giảm 16,7%. Đã xử lý hình sự 24 vụ, 41 đối tượng, xử lý hành chính 3.042 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục điều tra xử lý. Về tội phạm liên quan đến kinh tế, Công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ 532 vụ liên quan 425 đối tượng, tổng trị giá gần 140 tỷ đồng, so với năm 2021 giảm 532 với 768 vụ, tăng 140 trên 13,5 tỷ đồng. Khởi tố 18 vụ, 30 bị can, xử lý hành chính 224 vụ, 232 đối tượng với số tiền 4,7 tỷ đồng, nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm trong những tháng tiếp theo và đến cuối năm 2022, tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các sự kiện. Là tôi cũng đề nghị là các đồng chí bám sát vào mục tiêu kế hoạch cũng như là chương trình là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đề ra các biện pháp giải pháp đảm bảo an ninh trật tự nó phù hợp và đồng thời linh hoạt một cách có hiệu quả. Và đồng thời tôi cũng đề nghị các đồng chí là chúng ta chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ và đồng thời tham mưu tích cực hơn nữa cho tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh sắp tới đây chúng ta sẽ triển khai rất là nhiều cái dự án quan trọng của tỉnh, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tập trung lực lượng để triển khai đồng bộ các cái kế hoạch, các biện pháp để mà bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu cũng như là các cái công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà, nhất là tôi đề nghị các đồng chí bảo vệ an ninh an toàn cho cái lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và cái hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2022. Đây là những sự kiện chính trị hết sức quan trọng. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để là hình thành băng nhóm tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Tổ chức điều tra đảm bảo tiến độ đối với các vụ án, các vụ việc thuộc ban chỉ đạo trung ương là về phòng chống tham nhũng tiêu cực hay là ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi. Thì tôi cũng đề nghị các đồng chí là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính,
trong đó nhất là tham mưu thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác định xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Và đồng thời tôi đề nghị các đồng chí cũng phải triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do các tai nạn này gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện đồng bộ hiệu quả các mặt công tác bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Cùng với việc không ngừng nâng chất các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an toàn tỉnh cũng tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị vững mạnh, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tạo nền tảng vững chắc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh từ đây đến cuối năm 2022. Chiều ngày hôm qua, đồng chí Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại thị trấn Cô Tô và xã Tân Tuyến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến các thương bệnh binh, người có công đã hy sinh cống hiến một phần xương máu để bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước. Đây là hoạt động ý nghĩa, qua đó giáo dục và phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể xã hội để ngày càng làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân năm 2023 và hưởng ứng thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, hôm qua Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Dọng Thê tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Theo đó, các phần quà được trao cho 21 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, mỗi phần quà là 300.000 đồng, gồm gạo, mì gói và tiền mặt, tổng đợt trao quà 6.300.000 đồng. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình Tết Quân dân năm 2023 của huyện Thoại Sơn tổ chức tại xã Dọng Thê. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động phong phú khác sẽ được tổ chức như khám bệnh, cất mới và sửa sang nhà cửa, vệ sinh đường nông thôn. Qua hoạt động Tết Quân dân đã góp phần vun đắp tình quân dân để quân và dân cùng đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong những năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Tân được nâng cấp cải tạo và trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo không gian trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu thăm viếng tri ân của chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Năm 2022, huyện Phú Tân được hỗ trợ thực hiện cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện, gồm hạng mục xây dựng mới hàng rào bao quanh nghĩa trang với chiều dài 300m, tổng kinh phí thực hiện công trình 1,5 tỷ đồng từ nguồn của Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2022. Cùng với những hoạt động thăm tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, việc quan tâm cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người con đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên vừa tổ chức họp mặt và tư vấn sức khỏe cho trên 230 đối tượng là gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường. Tại đây, thạc sĩ bác sĩ Mai Phạm Trung Hiếu, phó giám đốc bệnh viện tim mạch An Giang đã có những tư vấn các kiến thức cơ bản để phòng và điều trị một số bệnh về tim mạch mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, đồng thời hướng dẫn cho các gia đình chính sách về những chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe để phòng ngừa các loại dịch bệnh rất dễ xảy ra, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa mưa bão. Thông qua buổi tư vấn nhằm phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhất là việc phụng dưỡng chăm sóc sức khỏe đối với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, qua đó góp phần xoa dịu những nỗi đau, giúp các gia đình sống vui, sống khỏe và tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng. Hôm qua, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Phú Tân phối hợp với Đoàn Hành trình đỏ của tỉnh An Giang đã đến thăm viếng dân hương nghĩa trang liệt sĩ Phú Tân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện và các tình nguyện viên đã dâng hoa, thắp hương để bày tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, các cán bộ, đoàn viên thanh niên và đoàn hành trình đỏ của tỉnh An Giang tham gia diễu hành truyền thông tại thị trấn Phú Mỹ nhằm tuyên truyền vận động kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng xã hội để tham gia hiến máu, góp phần khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những ngày tháng 7 này, lớp lớp thế hệ hôm nay luôn dành nhiều sự quan tâm với rất nhiều hoạt động tri ân được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện, hướng về những gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là dịp thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân trong toàn huyện đối với những người có công với cách mạng. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Thoại Sơn hiện có 2.036 người có công với cách mạng, có 45 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện có 2 mẹ còn sống. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tại các địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, nổi bật trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm nay phải kể đến mô hình bữa cơm tri ân tại xã Bình Thạnh. Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Thạnh phối hợp cùng cựu chiến binh, đoàn thanh niên, trạm y tế hàng tháng đều đến thăm hỏi, chăm sóc khám bệnh cho gia đình chính sách, neo đơn khó khăn. Đặc biệt đối với tháng 7 này, trong bầu không khí ấm tình quân dân, Ban Chỉ huy quân sự cùng đoàn thể đã có hoạt động bữa cơm tri ân cùng gia đình Trần Văn Quảng là thương binh 3/4, năm nay 92 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. Các con đi làm ăn xa, không thường xuyên ở nhà, một mình ông quanh quẩn bên mảnh vườn nhỏ, làm thú vui hàng ngày. Khi được các bạn trẻ đến thăm, ông rất xúc động. Từ sáng sớm, các bạn đoàn viên thanh niên, chiến sĩ dân quân đã đi chợ, chuẩn bị bữa ăn. Mỗi người một việc như rửa rau, người xào nấu, người thì quét dọn nhà cửa, trồng qua xung quanh nhà. Sau khi chuẩn bị bữa cơm, các bạn đoàn viên cùng ngồi ăn với gia đình, trò chuyện và chia sẻ những chuyện xưa về khó khăn, vất vả của những ngày bom đạn. Cái tác động để khơi thức cho những người cao tuổi, ví dụ như tôi cũng thuộc về gia đình chính sách, thì địa phương cũng như chi bộ và địa phương và chính quyền của xã và tập thể ở trong xã, mọi từng lớp anh em hôm nay đến thăm hỏi tôi, là viếng thăm tôi là một điều rất là mãnh liệt, mà tôi xin là cảm ơn nhiều. Có thể đây là việc làm nhỏ, nhưng đó là tấm lòng biết ơn lớn lao của thế hệ trẻ đến thế hệ đi trước. Từ hoạt động này giúp mỗi cán bộ đoàn viên, chiến sĩ dân quân càng thêm tin yêu về truyền thống cách mạng của nước ta, nâng cao trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Tôi luôn biết ơn những người đi trước có công việc giành lại độc lập cho dân tộc. Vì thế, khi địa phương có hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôi đã rất vui và cùng địa phương đến tham gia hoạt động trồng cây hoa, dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn cho những nhà có công với cách mạng. Tôi cảm thấy rất biết ơn và ý nghĩa, tôi rất vui. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi cán bộ và nhân dân trong huyện, luôn được phát huy, đã quy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Vì thế, thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình sẽ mãi trân trọng thành quả lớn lao ấy. Bằng những hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã và đang thực hiện mang một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.